Xin chào các bạn. Hôm nay đồ gỗ Đức Thiện xin giới thiệu với quý vị và các bạn một bộ bàn ghế bằng gỗ chắc quý hiếm, loại to VIP mà chúng tôi đã mua lại được trong một gia đình khá giàu có ở Sài Gòn. Toàn bộ là bằng gỗ chắc ta 100%, nõi không có rác, mặt niền không ghép. Cho đến thời điểm này thì đây được đánh giá là một trong những bộ bàn ghế xứng đáng để các đại gia sưu tầm chơi và có thể gọi là giữ của, bởi vì các bạn biết đấy, gỗ chắc thì nó rất là đắt, người ta cân bằng ký người ta bán không. Cho nên là bây giờ mà đi làm những cái bộ bàn ghế gỗ chắc như thế này thì có lẽ nếu làm mới thì hơi khó. Ngày xưa cũ, thời điểm gỗ nó còn rẻ thì làm được những cái bộ to và gỗ nục nõi như thế này. Tôi sẽ quay chi tiết các bạn xem. Đây này, bộ này là bộ tay 12,5, rất là to, vạm vỡ, dáng ghế thì đẹp. Tôi sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn cái dáng ghế này nó rất là bề thế. Và nó đóng cong vòm các bạn. Đấy, dáng ghế rất là hoành tráng. Tôi mua được trong một gia đình đại gia khá có tiếng ở Sài Gòn. Có thể gọi đại gia này biết đến là một trong những người sở hữu nhiều đồng hồ nhất Việt Nam. Có bộ sưu tập đồng hồ hàng chục ngàn chiếc hoặc nhiều thương hiệu nổi tiếng. Rồi thì chú ấy có nhượng lại cho tôi bộ bàn ghế này vì tôi rất là thích gỗ chắc. Đấy, tôi sẽ quay cái chất gỗ để các bạn xem này, đẹp, vân gỗ chắc đẹp này. Sọc sọc này. Đó. Mặt niền hết, một tấm không ghép, gỗ nục nõi lắm các bạn. Đó, cái đôn họ làm đôn to đẹp này. Bộ này gồm 8 món, 8 món có nghĩa là 4 cái ghế đơn, 2 cái đôn kẹp, 1 cái bàn vuông, 1 cái ghế dài. Trên này được bông hồng. Các bạn nhìn chất gỗ chắc nó sọc sọc, nó đẹp quá. Bộ này đóng được khoảng gần 30 năm rồi các bạn. Bên dưới gầm nó đen xì rồi, già đồ rồi. Mặt ghế toàn bộ một miếng hết các bạn ạ. Đấy, xem thực tế bên ngoài thì rất là đẹp đấy. Gỗ chắc sọc sọc đẹp. Bây giờ mà kiếm được cái miếng gỗ mà to dày dặn mà làm cái mặt ghế như thế này thì cũng là một vấn đề lớn đấy. Đấy, bạn thấy không, gỗ rất dày dặn, tôi gõ các bạn biết. Xưa người ta làm gỗ, miếng gỗ này tôi nghĩ rằng nó phải khoảng dày khoảng 2 phân đấy. Tựa này nó niền hết nha các bạn, không có ghép đâu nha. Tựa này là nguyên một miếng niền, không có ghép. Trước đây gỗ chắc còn rẻ thì người ta làm được vậy. Bây giờ nếu các bạn đi đóng mới bây giờ thì tôi nghĩ rằng các bạn mà đặt tiền người ta đóng thì tôi nghĩ rằng là khả năng là
người ta các bạn đặt vài năm cũng họ cũng chưa đóng được kiểu các bạn, và thậm chí là có khi người ta tiêu hết tiền rồi còn chưa thấy bàn ghế đâu, bởi vì là bây giờ kiếm được những cái loại gỗ chắc to mà đóng như thế này là cực kỳ khó đấy. Trước tôi có một anh bạn anh ấy đóng bằng gỗ cẩm thôi, anh ấy vào xưởng mộc anh ấy đặt, mà thực ra là cuối cùng là khoảng anh đưa trước 200 triệu đặt một bộ cẩm, mà cuối cùng là khoảng 2-3 năm sau đến lúc nhà anh hoàn hoàn thiện xong rồi, hoàn thành dọn về nhà mới rồi, đặt từ lúc chưa mua đất xây nhà đến lúc về nhà mới còn chưa có bàn ghế, lý do là không kiếm được cái mặt lớn để làm, cái phần gỗ lớn để làm cái tay chân to mà cong như thế này này đó. Và các bạn biết là những cái bộ bàn ghế mà tay chân mà to mà 8 món như thế này là phối đồ, thì bàn vuông là một trong những loại bàn mà nó tạo nên được cái sự hoành tráng cho bộ bàn ghế. Bàn vuông này nó sẽ đắt hơn bàn chữ nhật rất là nhiều, đặc biệt là những cái bàn vuông mà vuông tới 1,37 m như thế này. Hôm trước tôi kê với, tôi để riêng cái bàn ở một góc, có khách hàng hỏi tôi là cái này có phải cái đi văng hay không, bởi vì nhìn nó quá quá hoành tráng, quá to, nhìn giống như cái đi văng trong miền Nam gọi. Đó. Đấy, tôi quay lại cái mặt ghế cho các bạn xem cái chất gỗ này đẹp lắm. Bộ bàn ghế này nếu mà tôi bán thì cũng rẻ thôi, bởi vì là tôi mua lại được rẻ của người ta. Người ta cũng chơi được mấy chục năm rồi. Thời đó người ta mua rẻ cho nên người ta bán rẻ. Và tôi mua được rẻ thì tất nhiên là tôi sẽ để cho các bạn một cái giá rất là hợp lý. Rẻ chỉ bằng nửa so với lại cam kết, bằng nửa so với lại đi đóng mới. Đấy. Mà đảm bảo là chắc ta 100%. Chứ còn không như cái đồ bóng mới bây giờ nè, có thể là nẫn chắc cẩm hoặc hương thì chắc không phải của Việt Nam chẳng hạn. Đó. Còn những cái hàng mà đã có tuổi như thế này thì toàn bộ thì ngày xưa chỉ có gỗ chắc ta thôi. Thì tôi buôn gỗ chắc nhiều năm rồi tôi cũng biết về vấn đề này. Bạn nào quan tâm và muốn sở hữu một bộ bàn ghế thực sự đẳng cấp này thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0913 101976. Sản phẩm hiện đang trưng bày tại địa chỉ 49 Cộng Hòa, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm được bán bảo hành bằng gỗ chắc Việt Nam 100%, không có rác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.